Đức Maria, vị trạng sư thần thế. Là đấng đầy ơn phúc, đẹp lòng Chúa Ba Ngôi, là mẹ Thiên Chúa, đấng đồng công cứu chuộc, Đức Maria có đủ uy tín và thân thế để can thiệp, cầu bầu cho chúng ta là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Phép lạ ở tiệc cưới Cana làm chứng mẹ có thần thế với Chúa Giêsu và lời mẹ xin. Chúa không thể từ chối ngay cả khi giờ Chúa chưa đến. Giáo hội khẳng định mẹ là trạng sư có thần thế và không ai chạy đến với mẹ mà phải trở về tay không. Cùng với giáo hội, chúng ta tin tưởng mẹ bầu chữa kẻ có tội. Vì mẹ là mẹ của nhân loại, mẹ của mỗi người, mẹ từ bi, thương xót, như Rebecca đã thương Jacob và lo liệu sắp xếp để dành phúc trưởng nam cho con yêu. Đức Maria cũng hành xử như người mẹ với tình mẫu tử bao la khi tìm mọi cách để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và mọi bế tắc, hiểm nguy, hình phạt. Mẹ phù hộ các giáo hữu. Vì mẹ là mẹ giáo hội, mẹ của từng người tín hữu, hơn ai hết, mẹ đã sống đức tin, đức cậy, đức ái, và cũng hơn ai hết, mẹ hiểu những khó khăn, cạm bẫy, giông bão, thử thách của đời người tín hữu. Vì thế, mẹ là người thông cảm, yêu thương và bên đỡ chúng ta hữu hiệu. Mẹ yên ủi kẻ âu lo. Nên khi lo âu, chúng ta chạy đến với mẹ để được ủi an. Và có lẽ giờ chết là lúc lo âu sợ hãi nhất, nên càng phải bám víu, nắm chặt tay mẹ. Mẹ sẽ là tràng sư bên vực chúng ta, là kẻ có tội trước tòa Chúa với tình mẹ bao la. Trong khao khát muốn cứu các linh hồn, và nhất là với tư cách mẹ của vị chánh án tối cao là Chúa Giêsu, con của mẹ, với tất cả những lợi thế vừa kể, không ai có thể sẽ chối cãi, phủ nhận hay hồ nghi mức độ thần thế tuyệt vời của mẹ. Vị tràng sư của những con người tội lụy, yếu đuối, xin phó dâng trong tay Đức Mẹ sự sống, sự chết của chúng con. Và xin mẹ không chỉ cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, mà còn hiện đến bên giường ủi an, khuyên nhủ và cùng với chúng con đi gặp Chúa Giêsu, con mẹ yêu dấu. Vì có mẹ, chúng con sẽ chẳng sợ chi, chẳng lo gì. Mẹ ơi, lạy mẹ phá ti gian trần để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần gian xây đắm không bên bờ, không bên bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai mẹ ơi. Lạy mẹ phó đi để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên mẹ yêu, âm thầm nhìn mẹ thôi. Lạy mẹ phó ti mô, mẹ ni non bao lần. Tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình